giải mã chải Gen Z gây sốt, chải chỉ có trên phim, cũ thì đầy ngoài đời. Chải là một hình tượng hiếm có trong đời thực, vì thế, chàng trai này trở thành một hiện tượng gây sốt đến như vậy, tiến sĩ Hồ Lâm Giang, chuyên gia nghiên cứu về giới, chia sẻ. Cu, Thu Hà series đóng và chải, Long Vũ đảm nhận đang là hai nhân vật Gen Z gây sốt trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Tác phẩm được đánh giá là phim giờ vàng hấp dẫn nhất hiện tại khi rating, tỷ suất lượt xem luôn vượt 4%. Đặc biệt, trai bản Si Tình Trải đang phủ sóng mạng xã hội và trở thành hiện tượng phim giờ vàng VTV. Không ít tài khoản đã đăng tải những hình ảnh của Trải trong phim và bày tỏ cảm xúc. Trải chính là soái ca, chỉ là soái ca này chưa kịp lớn mà thôi. Niềm ao ước của bao nhiêu cô gái, coi phim xong quên hết mấy anh tổng tài của phim nước ngoài mà chuyển sang mê Trải. Nhờ sức hút từ Trải, các trang mạng xã hội của Long Vũ cũng có một lượng lớn fan, người hâm mộ theo dõi. Những video của anh luôn hút hàng triệu view với hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Vậy, vì sao Trải lại hot đến như vậy? Theo nhiều mọt phim của Đi Giữa Trời Rực Rỡ, cách xây dựng hình tượng nhân vật khác biệt là một trong những điểm cộng khiến Trải được lòng người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ. Cụ thể, từ trước đến nay, những thiếu gia con nhà giàu thường gắn liền với hình ảnh ngỗ nghịch, tiêu tiền như nước, không coi bố mẹ ra gì, chơi bời trác tán, thậm chí là bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình, nhất là trong tình yêu. Thế nhưng Trải thì khác, Trải cũng là con nhà giàu, cũng tiêu tiền của bố không tiếc tay nhưng Trải không hề láo, thậm chí Trải còn lễ phép, lịch sự và rất thương ông Triều. Trong tập 17 phát sóng mới đây, khi nghe tin nhà có biến, Trải đang ở Hà Nội liền lập tức về quê tìm bố, lo lắng cho sự an nguy của ông. Được bố Pu trả tiền nợ một phần, Trải cũng đưa cho ông Triều để lo việc trả nợ mà không nghĩ đến chuyện mình cũng không có đồng nào để sinh hoạt trong thời gian tới. Đoạn thoại của Trải và bố Pu sau khi gia đình Trải gặp nạn đã khiến nhiều người xúc động. Ông Xuân nói, bố mày gặp nạn, mày cũng đã lớn rồi, giờ phải trở thành trụ cột thôi. Trải đã rưng rưng khi nhận tiền nợ từ bố Pu. Bố tin con ạ, con sẽ cố gắng ạ. Có thể nói, ở tập 17, khán giả đã thấy rõ hơn bóng dáng một rich kid, biểu tượng đứa trẻ giàu có tại bản nhỏ, nhà không có gì ngoài tiền, mất mẹ từ sớm nhưng rất lễ phép. Bạn Hoàng Nhung bình luận, 3 năm một lớp nhưng Trải rất thông minh và lễ phép, thái độ hơn trình độ là đây, rất thích Hoàng Toàn Trải. Khán giả Võ Hoài Trang thì viết, Trải nói chuyện với bố mẹ vợ lúc nào cũng lễ phép, dù chưa biết có cưới được cu hay không nhưng em nó ngoan thật. Trong khi khán giả Trần Phi Hùng nhận định, trong biến cố vẫn bản lĩnh, cứng rắn thế này, Trải chỉ cần thêm thử thách và thời gian thôi. Một số khán giả khác sau khi xem tập 17 cũng nhận xét, Trải ngoan ngoãn lễ phép như thế này, chỉ cần thay đổi làm ăn thôi mà Pu không chịu cưới nữa thì thôi để tôi cưới. Đây chính là bước ngoặt để một cậu con trai trở thành một người đàn ông, tôi ủng hộ em, Trải ạ. Còn trong tình yêu, Trải không hành động bất chấp một cách tiêu cực, không cố tình bắt cóc Pu về làm vợ, không cưỡng ép Pu. Mặc dù Trải thừa sức làm điều đó, anh quyết tâm chinh phục người mình yêu bằng tình cảm và những hành động ngây ngô. Những pha tấu hài cười ra nước mắt nhưng không hề đáng ghét. Những hành động vừa ga lăng, vừa đáng yêu, vừa hài hước, vừa ích kỷ lại có phần trẻ con của Trải đã khiến cộng đồng mạng phát sốt. Nhiều bạn trẻ cho rằng Trải chính là hình tượng người yêu quốc dân mà bất kỳ cô gái nào cũng mong có được. Các câu thoại của thiếu gia miền núi cũng viral, lan tỏa khắp trang mạng xã hội như Pu chỉ cần làm vợ tôi thôi, cái gì tôi cũng gật, tôi muốn lấy Pu về để yêu thương, Pu muốn tôi làm gì cũng được. Ngoại trừ việc ngừng yêu Pu, yêu hay không yêu chả liên quan gì đến đám cưới của tao hết, tao sẽ lật tung cái Hà Nội lên để tìm Pu. Ngoài việc xây dựng hình tượng nhân vật, khả năng diễn xuất của Long Vũ đã thổi hồn cho Trải trở thành soái ca ngây thơ và ghi điểm trong lòng khán giả. Nhiều người bày tỏ rất thích cách diễn xuất tự nhiên, trong trẻo của Long Vũ, diễn như không diễn, cảm giác như chính tính cách của Long Vũ ở ngoài đời như vậy. Thích xem nhất là những phân cảnh yêu đương xến xúa của Trải hay đoạn tấu hài của Trải và những người bạn. Long Vũ trẻ nhưng diễn hay và duyên. Vai Trải như sinh ra để dành cho Long Vũ, ngoan, hóm hỉnh và dễ thương. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí về diễn xuất của con trai trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ, nghệ sĩ Vân Dung từng nói, tôi đã xem con diễn kịch và đóng phim nhiều, nhưng đến phim này, thấy con có sự tiến bộ vượt bậc. Đúng như những gì khán giả nhận xét và tôi kỳ vọng, con đã diễn rất tự nhiên, rất đời, đáng yêu và hóm hỉnh. Nhiều khán giả cũng cho rằng là con nhà nòi nên Long Vũ thừa hưởng ít nhiều lối diễn duyên dáng của Vân Dung và được chị chia sẻ kinh nghiệm về diễn xuất. Lần nào trước khi quay, Vũ cũng gọi điện nhờ tôi tư vấn xem phải vào vai như thế nào ở các phân cảnh. Tôi chỉ nhắc con mấy điều đơn giản rằng, phải diễn thật và diễn như không diễn. Ngoài đời con như thế nào thì trong phim hãy như thế. Thứ hai là con phải chịu khó suy nghĩ, không phải con của tổng tài nào cũng liều láo cả. Có những đứa bé ở trong gia đình giàu có nhưng rất hiểu chuyện, đáng yêu chứ không phải ai cũng sắc dược. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, trao đổi với phóng viên Dân Trí, tiến sĩ Hồ Lâm Giang, chuyên gia nghiên cứu về giới. Tác giả sách chuyên khảo diễn ngôn về giới trên truyền thông sau đổi mới, cũng phân tích những yếu tố khiến nhân vật Trải được yêu thích và gây sốt trong giới trẻ. Theo bà Giang, Trải là con nhà giàu, và vì giàu nên anh ta có thể thoải mái lo cho người mình yêu, từ việc mua quà, cho vay tiền, đến việc thể hiện tình yêu với Pu bằng nhiều cách. Giàu là lợi thế của Trải, tuy nhiên,
Cái đáng quý ở đây là dù yêu Pu, anh chàng cũng không cậy thế để bắt Pu về làm vợ, vẫn ủng hộ Pu đi học, dù biết sẽ đứng trước nguy cơ mất Pu, đây cũng gọi là sự hy sinh cho người mình yêu. Trải đã vượt lên cái bóng của A Sử, vợ chồng A Phủ, Tô Hoài ở chỗ, không vì có tiền mà cậy quyền thế để bắt bí người khác. Trải rất kiên nhẫn và chân thành bày tỏ tình yêu thương với Pu, cho dù hết lần này tới lần khác bị Pu phũ. Thậm chí, Trải còn thông đồng với Pu, giả vờ trước mặt bố để cho Pu vay tiền đi học. Dù nhiều khi hành động của Trải bị cho là hơi trẻ con, bốc đồng nhưng đa phần đều được thông cảm, đồng cảm và yêu mến vì nó thể hiện đúng tâm lý của một chàng trai Gen Z mới lớn, đang yêu. Chuyên gia nói, tiến sĩ Hồ Lâm Giang cũng cho rằng, sự tương đồng với ông bố hiểu chuyện, thương con là một điều kiện lý tưởng khiến giới trẻ nhất là các khán giả nữ phát cuồng vì Trải, thậm chí là phát cuồng cả bố Trải. Bên cạnh đó, sự tương phản khi đặt Trải bên cạnh sự lạnh nhạt của Pu càng làm nổi bật thêm tình yêu chân thành và sự kiên trì nỗ lực theo đuổi tình yêu của Trải. Tôi thấy rất nhiều bình luận của cư dân mạng cho rằng, Trải chỉ có trên phim còn Pu thì đầy ngoài đời. Có lẽ, Trải là một hình tượng hiếm có trong đời thực. Vì thế, chàng trai này trở thành một hiện tượng gây sốt đến như vậy. Nói rộng hơn, việc giới trẻ hay chị em phụ nữ thần tượng Trải và bố Trải, phần nào thể hiện hình mẫu lý tưởng về người đàn ông hiện nay. Bên cạnh lợi thế về vật chất, yếu tố khiến bố con Trải thực sự chinh phục công chúng là ở giá trị bên trong con người. Việc không chèn ép người yếu thế, tôn trọng phụ nữ, chân thành, chung thủy trong tình yêu, đã phần nào đáp ứng được những kỳ vọng của xã hội hiện nay về hình mẫu người yêu nói riêng và hình mẫu nam giới mà xã hội dành nhiều sự trân trọng, tiến sĩ Hồ Lâm Giang bày tỏ.